thì ở cái dòng này chúng ta sẽ nhập mật khẩu mạng wifi nhà chúng ta. Thì ở đây Tâm nhập mật khẩu mạng wifi nhà mình. Riêng đối với các bạn có thể nhập wifi theo cái mã wifi mà các bạn đã đặt ở mạng wifi nhà mình. Ở cái bước wifi này chúng ta nên để cho nó hiện mật khẩu để chúng ta có thể xem chúng ta có nhập nhầm lẫn ở chỗ nào không và chúng ta khắc phục liền các bạn. Bởi vì khi mà chúng ta nhập nhầm á, mà chúng ta để ở cái dạng ẩn wifi, ẩn mật khẩu á, thì chúng ta không có thấy được. Khi mà bạn bấm ok xong mà máy nó dò không khớp mật khẩu wifi thì nó sẽ không có kết nối và nó làm chúng ta mất thêm một khoảng thời gian ngay chỗ đó nữa. Cho nên là Tâm khuyên các bạn nên để wifi ở dạng hiển thị như thế này để chúng ta có thể nhìn thấy được nha. Và sau khi các bạn nhập mật khẩu wifi xong, chúng ta đánh bấm vào cái dấu tích ở dưới này nè. Ở dấu tích này các bạn di chuyển đến dấu tích này và chúng ta sẽ bấm cái phím ok trên remote để chúng ta xác nhận cái mật khẩu và chúng ta vừa nhập nha. Bấm ok. Khi bạn bấm ok thì máy nó sẽ tự động kết nối và khi quá trình kết nối thành công thì nó sẽ hiện cái thông báo như trên màn hình. Tâm xin chào tất cả mọi người đang xem video trên kênh nha. Thì hôm nay Tâm sẽ chia sẻ cách mà chúng ta lắp đặt cũng như kết nối wifi cho cái hộp TV Box 360 này ha. Thì khi chúng ta mua cái bộ này về thì nó bao gồm như thế này. Đây là cái hộp hộp chính của nó ha. Còn đây là app to nguồn mạng và ở đây là cái remote đi theo bộ này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kết nối cái bộ này vào TV. Thì ở đây chúng ta có app to nguồn. Thì app to nguồn bạn nhìn phía sau này. Này bên hông ha, ở này phía sau. Phía sau này nó có một cái chỗ để chúng ta kết nối nguồn đây. Thì chúng ta cứ ghim jack nguồn vào đây là xong cái bước kết nối ha. Ở sau này cái vấn đề mà kết nối tín hiệu ra ngoài ở đây nó có ngõ HDMI và cái ngõ AV. Thì nếu mà chúng ta có dây HD thì là chúng ta kết nối ngõ HD vào đây, còn có dây AV thì chúng ta sẽ kết nối vào đây. Thì thông thường chúng ta sẽ được kèm theo một cái dây HDMI ha. Thì dây HDMI Tâm có cái dây HDMI đây thì Tâm sẽ kết nối với HDMI vào đây là được. Là chúng ta xong cái bước kết nối ha mọi người. Như thế này. Và tiếp theo Tâm sẽ cắm điện vào cũng như kết nối vào TV để Tâm chia sẻ cái cách mà chúng ta kết nối wifi cho cái bộ này. Thì thông thường khi chúng ta mua cái bộ này về thì nó không có kết nối sẵn wifi đâu bạn ha. Ngoài việc kết nối wifi thì chúng ta có thể cài đặt thêm những bước khác. Thì đầu tiên chúng ta kết nối wifi trước. Khi kết nối dây HDMI từ cái hộp TV Box 360 vào TV, Tâm sẽ cắm nguồn của nó. Sau khi cắm nguồn bạn thấy đèn báo sáng này nó đã chạy ha. Đèn báo sáng này đã chạy. Và chúng ta có thể tắt bật cái nút này ở đây. Và sau đó bạn quan sát trên TV ở phía trước mặt máy này ha. TV 360 nó đã hiện lên. Đây là cái logo của cái hộp TV 360 ha. Để Tâm đổi góc quay để Tâm sẽ chia sẻ cách mà chúng ta kết nối như thế nào. Tâm ấp máy á. Thì khi mà cái hộp TV 360 nó khởi động á, thì bạn thấy nó sẽ hiện lên được cái giao diện như thế này. Và tiếp theo mình sẽ dùng cái remote
theo máy như thế này mọi người ha. Chúng ta sẽ bấm vào cái phần cài đặt ở trên này nè, chúng ta di chuyển vạch sáng đến cái cài đặt để chúng ta thực hiện cài đặt. Và ở đây chúng ta cụ thể là muốn cài đặt wifi, bạn có thể trực tiếp vào cái biểu tượng wifi ở đây. Chúng ta sẽ dùng bốn nút này di chuyển qua lại lên xuống và nút ok ở giữa. Bây giờ Tâm sẽ làm nha. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên trên. Ở đây chỗ chuông thông báo này chúng ta có thể bấm vào thì chúng ta sẽ thấy được thông báo là thiết bị chưa kết nối được với wifi ha. Là chúng ta bấm vào cài đặt wifi. À, cái dòng wifi này chúng ta cần phải bật on nó lên trước các bạn. Bật on xanh nó lên trước như thế này. Và sau đó mình sẽ di chuyển xuống dưới này. Đây là những cái mạng wifi sử dụng mà cái hộp TV Box 360 nó đã dò được. Thì đây Tâm sẽ chọn một cái mạng wifi ở trên cùng, nhất là cái wifi tâm điện tử để lọc wifi của mạng nhà mình. À, sau khi chúng ta chọn đến ở đây, chúng ta sẽ bấm nút ok để xác nhận mạng ở đây. Bấm ok bạn, bấm ok nha. Thì ở cái dòng này chúng ta sẽ nhập mật khẩu, mật khẩu mạng wifi nhà chúng ta. Thì ở đây Tâm nhập mật khẩu mạng wifi nhà mình. Riêng đối với các bạn có thể nhập wifi theo cái mã wifi mà các bạn đã đặt ở mạng wifi nhà mình. Ở cái mức wifi này chúng ta nên để cho nó hiện mật khẩu để chúng ta có thể xem chúng ta có nhập nhầm lẫn ở chỗ nào không mà chúng ta khắc phục liền các bạn. Bởi vì khi mà chúng ta nhập nhầm á, mà chúng ta để ở cái dạng ẩn wifi, ẩn mật khẩu á, thì chúng ta không có thấy được. Khi mà bạn bấm ok xong mà máy nó dò không khớp mật khẩu wifi thì nó sẽ không có kết nối và nó làm chúng ta mất thêm một khoảng thời gian ngay chỗ đó nữa. Cho nên là Tâm khuyên các bạn nên để wifi ở dạng hiển thị như thế này để chúng ta có thể nhìn thấy được nha. Và sau khi các bạn nhập wifi, nhập mật khẩu wifi xong, chúng ta đánh bấm vào cái dấu tích ở dưới này nè. Ở dấu tích này các bạn di chuyển đến dấu tích này và chúng ta sẽ bấm cái phím ok trên remote để chúng ta xác nhận cái mật khẩu và chúng ta vừa nhập nha. Bấm ok. Khi bạn bấm ok thì máy nó sẽ tự động kết nối, và khi quá trình kết nối thành công thì nó sẽ hiện thông báo như trên màn hình. Khi đó cái mạng wifi chúng ta chọn lúc nãy, tâm điện tử nó bấm, nó đã báo một cái dòng là đã kết nối. Khi đó chúng ta có thể quay ra ngoài trang chủ bằng cái nút return này, cái nút có dấu mũi tên này, nút return ha. Thì chúng ta khi mà chúng ta ra đây được thì chúng ta có thể xem được những cái chương trình trên này, những ứng dụng trên này nha các bạn. Đây là tất cả những gì nó có trên trang chủ ở đây. Đối với cái hộp này nó có một chức năng nữa là có thể tìm kiếm bằng giọng nói. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn ở đây ha. Cái nút có nhiều màu ở đây. Nút này khi chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ cho chức năng tìm kiếm giọng nói bằng tay đây. Nó sẽ hiện những cái dòng màu này để chúng ta có thể tìm kiếm bằng giọng nói một cách nhanh ha. Đây là một cái chức năng nó giúp cho chúng ta tìm kiếm một cách nhanh chóng. Bạn không thích, các bạn có thể bấm tìm kiếm bằng bàn phím cũng vẫn được ha.
Tâm hy vọng là cái chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn khi các bạn quan tâm và muốn tìm hiểu về cái cách mà chúng ta kết nối wifi nhé. Xin chào các bạn.